Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát. Đệ tử con của Nhân Pháp Pháp Danh Tịnh Thông xin đọc bài kệ Chiếc Chim Tinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện phẩm thứ 12. Con xin được phép bắt đầu. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn liền hỏi kệ rằng: Ta xem địa tạng thức quay thẳng kiếp số hằng xa khó tỏ chặt, thấy nghe một niệm chim ngưỡng lễ. Chề người đời sự không ngần, hoặc dòng hoặc thần cùng nam nữ, báo tặng sẽ xa vào đường dữ, chí tâm uy mạng, đại sĩ thân, tuổi thọ thêm nhiều trừ tội dữ, trẻ thơ chết mất mẹ cùng cha, huynh đệ chị em kẻ dục già, lớn khôn nghĩ đến đều không biết, nẻo giữa đường đành, ở đâu là, hoặc quẻ hoặc tô đại sĩ hình, cảm thương, diêm lệ biệt dẫn đồng. Hai muốn ngài vô niệm danh hiệu Bồ Tát hiện thân đến bên mình, chỉ dành kiến thuộc ở nơi nào, dầu cho ác thu cùng gia mau thiếu được không vui lòng kính ngưỡng. Thánh ký Bồ Tát vua đầu cha vô đời vô tự muốn tu hành, ông gia ba cõi khỏi sanh tử, người này đã phát lòng bi lớn trước nên chim lễ đại sĩ hình, nghe tên quy đắm trọng đành cúng dường cung kính phát lòng thành, nghiệp chướng chẳng hề ngăn chướng đặng, bao nhiêu mong ước sớm viên thành, có thể phát tâm tụng kinh sách muốn độ chúng sanh khỏi tai ách, dầu là quyện lớn chẳng thể nghĩ bàn, đọc dòi quên dòi luôn xót mắt, người này nghiệp chướng nó còn mê, học đại thừa tinh khó mọi bề, y phục cúng dường cùng ngoại cụ, cúng dường địa tạng với hương hoa, dùng chén nước trong bài trước tượng, cách một ngày đêm bưng lấy uống, xin lòng ân trọng tội ngũ tăng, vụ thịt trời giam cùng gói luống, trong 21 ngày chớ sát sanh, chiên nồng tưởng niệm thượng nhân danh, chim bao thấy vợ tôn dung hiện, thức liền đặng trí khôn lanh, đại thừa kinh giáo nghe qua tai, tình quảng đời sau nhớ chẳng sai, chính nhờ đại sĩ qua thằng lớn, thầm giúp người kia có hội tài, chúng sinh nghèo khổ lại ốm đau, cửa nhà hoàn toàn lại đề nhau, ngủ mê mộng mị không ăn giấc, cầu mong hỏng hư không lực nào, dốc lòng chim lệ địa tạng ngài, bao nhiêu việc ấy hãy tiêu ngay, nhận đến chim bao điều an cả, quỷ thần họ hộ phủ dương xài, uống qua sông biển đến núi rừng, cầm phủ độc nguy giặc đón đường, ác thần ác quỷ gió mưa dữ, nhiều nỗi gian nan khốn không lường, sắp sửa ra đi đó trước tượng, cuốn giường kính lệ cùng chim ngưỡng, núi rừng biển cả có vào trong, ác tai tư xã thương an sướng, Quán Âm đóng nghe ta nói dọ, đề tạng vô lượng qua thần đó, chân nghìn muôn kiếp thật chẳng dòi, giọng tuyên đại sĩ đại sức nọ, nhưng người kia đến địa tạng danh, thấy hình chim lệ hết lòng thành, hương hoa ăn uống dân y phục, trăm nghìn báo đẹp hưởng điều lành, nếu hay đem công họ pháp giới giúp giáo thành Phật sinh tự khỏi. Quá Âm nên biết gắn tuyên bày truyền khắp hàng xa nhiều nước cõi, đệ tử nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả chúng sanh trong ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh sớm được nghiệp chướng tiêu trừ, thiện căn tăng trưởng phước đức, có nhân duyên với ngài Địa Tạng Bồ Tát và Tam Bảo, phát tâm báo ơn hiếu kính với các ngài và được các ngài độ thoát trong tương lai. Ha ha ha, Bổn Sư Mô Ni Phật.